Xin chào các bạn, trên tay mình đây là chiếc điện thoại Asus Zenfone 3 Max với cái modem của nó là X00DD. Nó bị phá tài khoản Google account rồi ha. Giờ mình nhập cái tài khoản đúng vô nó mới cho mình vô trong được, kích hoạt được. Mà giờ quên mật khẩu tài khoản luôn rồi. Làm sao để vô trong? Bây giờ mình xin chia sẻ với các bạn cái cách để hack cái tài khoản này ha. Đầu tiên mình sẽ trên máy tính mình sẽ tải hai cái file này về. Hai file này mình sẽ để dưới phần mô tả video, các bạn tải về ha. Xong giải tải về xong bạn giải nén ra được hai cái folder này. Trước tiên mình sẽ cài cái driver cho nó trước. Đây là cái driver bấm net intro. Xong cài driver xong rồi ha. Tới cái folder này nó chứa cái phần mềm để bypass cái tài khoản Google này. Đây là cái file này, bypass Zenfone 3 Max. Mình chạy cái file này ha. Đây, cái vào đây. Bây giờ trên điện thoại mình sẽ tắt nguồn cái điện thoại cái. Xong. Bây giờ các bạn phải vô chế độ lock boot của nó ha. Bằng cách là bấm giữ phím âm lượng cộng nè, và phím nguồn, bấm giữ nó. À, hiện lên chữ xanh là được. Lúc này mình sẽ ghim cáp kết nối với máy tính. Rồi cái trên máy tính nó sẽ tự động nó chạy ha. Đó. Nó báo biểu mình bấm chữ bấm phím bất kỳ để tiếp tục bấm enter. Xong. Bấm enter nó khởi động lại. Vậy là nó xong rồi đó, các bạn rút cáp ra được rồi. Rồi để nó khởi động lên ha. Chỉ cần một cú nhấn phím là xong rồi, không cần làm gì nhiều hết. Đây, lúc này mình kích hoạt lên thử ha, và nó còn hỏi không? Net tiếp. Đó. Như vậy là ok đó các bạn. Nó có chữ keep nè, nó bỏ qua nè. Bỏ qua. Keep. Vậy là mình đã xóa cái xác minh tài khoản Google đó. Rất đơn giản. Chỉ cần kết nối với máy tính và bấm enter là xong thôi. Rồi, mình vô cài đặt, mình kiểm tra nó xem.
about này ha. Đây suốt it không không đây đây Android 7.1.1 rồi vậy ok, mình đã chia sẻ với các bạn cái cách xóa xác minh tài khoản Google đó các bạn, trên cái Zenfone 3 Max Zenfone 3 Max X00DD. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.